Phụ nữ càng dịu dàng như nước, người đàn ông sẽ càng thành đạt. Người vợ tức giận càng nhiều, người chồng sẽ càng thất bại. Người vợ dịu dàng như nước sẽ giúp người chồng gặt hái thành công. Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu? Người phụ nữ tốt có sức ảnh hưởng rất lớn đến người đàn ông trong gia đình. Những thầy tướng thường nói rằng người phụ nữ vượng phu sẽ có những đặc điểm như ngọt ngào, khuôn mặt sáng sủa, dịu dàng, v.v. Nhưng đây đều không phải nguyên nhân cơ bản, cũng không thể phân biệt được chính xác ngọn ngành. Văn hóa truyền thống cho rằng người phụ nữ được tạo ra từ nước, mà nước lại đại diện cho tài lộc. Vậy nên phụ nữ trời sinh mang tài mệnh. Đối với người đàn ông cổ nhân có câu thế này: thành gia lập nghiệp. Về một khía cạnh nào đó, việc lập gia đình còn có tầm ảnh hưởng tới cuộc sống hơn cả việc lập nghiệp. Người đàn ông cần phải tìm cho mình một người vợ khiến mình thành đạt. Sau lưng một người đàn ông thành công, luôn có sự hy sinh của người phụ nữ. Vậy tại sao lại nói phụ nữ cần dịu dàng như nước? 1. Nước luôn chảy về chỗ thấp. Nước chảy về chỗ thấp giống như phụ nữ trong gia đình, nhất định sẽ hạ mình xuống để nâng gia đình lên. Những người phụ nữ mạnh mẽ tự cho rằng nữ giới có thể cân nửa bầu trời, thật ra là đánh mất đi bản chất của nước. Phụ nữ tranh giành vị thế với nam giới, khiến người đàn ông trở nên nhu nhược. Nhưng sâu thẳm trong tâm, người phụ nữ lại vẫn mong rằng chồng mình phải là một trang nam tử. Mâu thuẫn này của người phụ nữ có thể dẫn tới việc ly hôn, dù có tiền, có của cũng không thể an bình hưởng thụ. 2. Nước nhu hòa vĩnh viễn không bị tổn thương. Nước có tính nhu, dòng nước gặp phải chướng ngại vật biết tự động rẽ tránh, sẽ không đối đầu, thế nên vĩnh viễn nước sẽ không bị tổn thương. Đối diện với những lúc người đàn ông giận dữ, người phụ nữ dịu dàng như nước, biết đối nhân xử thế, có thể lấy nhu mà thắng cương. Bởi vì chỉ có dịu dàng mới có thể chống lại được sự mạnh bạo. Cho nên, người phụ nữ hễ dịu dàng làm nũng thì người đàn ông sẽ không thể tức giận được. Vì vậy mà người phụ nữ dịu dàng như nước vĩnh viễn là người đứng đầu. Người phụ nữ có cá tính mạnh, thích đối đầu với đàn ông sẽ khiến gia đình luôn căng thẳng. Người ngoài không tôn trọng người chồng và bản thân họ sẽ luôn là người phải chịu tổn thương. Cũng có người phụ nữ tự hào rằng chồng mình rất ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng cái mềm yếu đó có phải là điều một người phụ nữ tìm kiếm? Và liệu người chồng đó có chịu ý vợ cả đời được? Chỉ khi người vợ làm tròn thiên chức của người phụ nữ thì người đàn ông mới toàn tâm toàn ý với cô suốt cả cuộc đời. 3. Nước có thể làm dịu vạn vật. Nước là nguồn sống của vạn vật. Vạn vật sinh trưởng đều nhờ vào nước. Giống như nước, người phụ nữ dịu dàng có thể cảm hóa mọi hoàn cảnh, mọi mâu thuẫn bằng việc lấy nhu thuận, cung kính làm lễ nghĩa hàng đầu. Sự khiêm nhường đó là mỹ đức, phản ánh sự thông minh của nữ giới. Lấy nhu thắng cương, tuyệt nhiên không phải một sự chịu nhục hay thua thiệt. Người phụ nữ dịu dàng như nước sẽ luôn có thể tìm thấy được điểm tốt ở người đàn ông. Âm thầm khích lệ họ, khen ngợi họ. Những lời động viên ấy có thể giúp người đàn ông có thêm ý chí và nghị lực để vươn lên. Như vậy thì mối quan hệ của hai người mới có thể thân mật, khăng khít được. Đôi khi sự ân cần săn sóc, dịu dàng yêu thương của người phụ nữ còn có tác động lớn hơn là ngoại hình xinh đẹp, học vấn cao siêu hay tiền bạc của cải. Người phụ nữ chính là phong thủy, giữ cho gia đình đó được trong ấm ngoài êm. Trong kiên trung có mềm dẻo, trong dịu dàng có thông minh sáng suốt. Đó chính là phẩm chất, là điều cần có của một người phụ nữ trong mọi thời đại. Vậy nên cổ nhân dạy, gia chi lương thê, do quốc chi lương tướng. Nghĩa là, trong nhà có người vợ hiền đức, dịu dàng cũng giống như quốc gia, có được vị tướng tài.